Trọng tài công nhận điểm xe đài đỏ 2 điểm, xanh 2 điểm. Xin đội chú ý. Đấu. Chừng đỏ lao găng. Trọng tài công nhận điểm cái ngã cho xanh. Kéo lại mũ bảo hiểm phía sau. Tiếp tục. Nhưng đỏ về trung lập, đỏ về góc trung lập. Chuẩn bị đấu. Nhưng xanh lao găng, đỏ lao găng. Trọng tài không công nhận điểm tán hạ vì hai và đội viên cùng ngã. Dừng dứt tiền một. Trận đấu đang diễn ra giữa hai vận động viên Huỳnh Nguyễn Quốc Anh trắng bàn góc đài đỏ, Trịnh Nguyên Quý tân viên góc đài xanh. Hai vận động viên thi đấu bán kết ở cân 60 nam trẻ. Các giám định kết quả hiệp 1. Hiệp 1 xanh thắng. Hết giờ nghỉ, sang số viên ra đài. Hiệp 2
Dừng. Trọng tài không có nhìn thấy ngã. Dừng. Mở. Lao găng. Trọng tài công nhận điểm tới ngã cho sân. Dừng. Đó về góc trung lập. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Trọng tài khiển trách. Võ sĩ gấp gầy đỏ. Lỗi vi phạm đoàn cấm. Xanh đỏ lao găng. Trọng tài không công nhận điểm tới ngã. Dừng. Xanh lao găng. Trọng tài công nhận được cái ngã cho đỏ. Một. Đỏ bị góc trung lập. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Dừng. Khiển trách cho bộ đệm lỗi vào sĩ góc này xanh ôm quanh vật. Chỉ kết thúc đó cho một điểm gọi. Phạm lỗi. Dừng. Dứt kèm hai. Trận đấu đang diễn ra giữa hai cầu thủ viên Huỳnh Nguyễn Quốc Anh, cản bàn góc đài đỏ, Trịnh Nguyên Quý, tân viên góc đài xanh. Đây là trận bán kết thứ hai ở hàng cân 60kg nam sẽ, và đây cũng là trận thi đấu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay.
cái quyết định. Kết quả hiệp 2, hiệp 2 đỏ thắng. Hai vận động viên bước vào theo hiệp thi đấu thứ 3. Có thời gian nghỉ giữa hiệp thi đấu thứ 2, huấn luyện viên góc đầy xanh xin bỏ cuộc. Phần thắng thuộc về võ sĩ góc đầy đỏ. Và võ sĩ góc đầy đỏ tiến ra giữa sàn để công bố kết quả. Kết quả trận đấu, võ sĩ Huỳnh Nguyễn Quốc Anh góc đầy đỏ thắng trận.